Hello cô chú anh chị và các bạn, sáng nay Kim bây giờ chuẩn bị đi sân bay để đi về Việt Nam nè mọi người. Taxi này ba chị hay đi nè, đã tới rồi là cô chú anh chị. Chị Kim cũng không có mang đồ gì về nhiều nữa, chỉ có ba cái vali thôi. Hoa này đã nở rồi nè mọi người, cái màu nó rất là xinh luôn, cái kiểu như màu xanh xanh tím tím á, nhưng mà cũng có rất là nhiều loại ha mọi người. Đây nè, đẹp quá chừng luôn. Bây giờ bà đã về rồi, Kim về một tháng mấy Kim qua là hoa sẽ tàn hết. Chị ok. Chị đi đâu? Holiday. Holiday ở đâu? Việt Nam. Việt Nam chị có vui không? Kind of taking us there, isn't he? Đã mua vé máy bay rồi nè mọi người, bây giờ sẽ chuẩn bị check in ha mọi người. Tới Hải Hoàng có máy quay hay là cục sạc, cái gimbal gì của Kim là cũng lấy ra hết á mọi người. Đây là máy vi tính nè, máy tính đồ, cục sạc điện thoại là lấy ra ngoài hết để qua kiểm tra đó cô chú anh chị. Đang đợi ở trong cái phòng chờ nè mọi người, trong cái lao đó. Ở trong đây thì có ba chị mới sáng chị về đã uống một ly rượu rồi nè mọi người. Ở trong đây có đồ ăn, nước uống, rượu, bia gì các loại. Mình chỉ mua vé là hạng thường ha mọi người, nhưng mà ba chị thường xuyên đi công tác đó, cho nên tích được nhiều điểm đó, đã được nâng cấp lên thành cái hạng thương gia ha. Thì cả nhà Kim được đi hạng ghế thương gia về Việt Nam mọi người, nhưng mà mình phải trả thêm tiền đó mọi người. Đây bánh ngọt hả cô chú anh chị, nhìn ngon quá nè, với lại có kem nữa nè mọi người, kem dâu. Giờ chuẩn bị đi ra máy bay nè cô chú anh chị ơi, đi hãng Qatar hả mọi người. Đây là chiếc máy bay mình sẽ đi hết mọi người. Chị chị. Come have a look, see. You got the window open, the driver. Yeah. Call the captain. Đã lên máy bay rồi này cô chú anh chị ơi. Đã hạ cánh ở Doha rồi nè mọi người, mình chỉ còn có một tiếng rưỡi nữa thôi là sẽ đến cái chuyến bay tiếp theo, nếu như mà không có bị delay hết mọi người. Bây giờ khi mà ra máy bay là sẽ đi bộ nhanh để kịp bắt cái chuyến bay tiếp theo đó cô chú anh chị. Chơi. Chuyến bay thứ hai rồi hả cô chú anh chị, bây giờ là từ Doha đi về Sài Gòn hả mọi người. Thì cái chuyến bay này tới 9 tiếng rồi. Đây là cái phòng ghế hạng thương gia hả cô chú anh chị. Có cái tivi nè. Ở trên đây thì người ta sẽ có một cái túi này cho mình rất là xinh luôn mọi người. Ở bên trong này cái giỏ này mình được đem về luôn ha.
Xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Đã chạm đất Sài Gòn rồi cô chú ơi, nôn quá. Bây giờ sẽ đi ra ngoài check out xong là đi xe về Bến Tre luôn đó cô chú anh chị. Cả nhà Kim sẽ về Bến Tre ở một tuần hả mọi người. Trời ơi, mới vừa ra đây là thấy cảm giác nóng hổi rồi đó cô chú anh chị ơi. Xin chào công bà câu chú. Hello chị chị. Em chị đã quá mệt mỏi cô chú, ở trên máy bay ngủ chắc được đi 2 chặng máy bay mà chắc ngủ được 4-5 tiếng gì đó mà không ăn gì hết trơn á cô chú anh chị. Tới cuối cùng là ăn được uống một ly sữa với lại ăn đâu mấy trái dâu tây là thôi luôn đó. Giờ tới sân bay phải rút tiền hả mọi người, để đi về nhà có tiền xài nữa. Cái gì con? I want to see the picture. Đi đi. Yeah, bye bye cà chi kìa. Rồi chị xuống ông coi với tên đi. Trời ơi, cao dữ thằng vậy. Hả? Cao dữ cho ta ơi. Kìa, em bé kìa. Em bé này bự quá trời bự rồi. Rồi chị có gọi trên đây nè, chị nói không trời. Cái đầu tỏ mù sụ hết trơn kìa. Gì? Mua hamburger cho mấy đứa nhỏ lên xe ăn cô chú anh chị. Tại vì hồi nó về tới nhà là các cũng trễ đó mọi người. Bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi. Bây giờ tới Bến Tre của Kim là phải 2 tiếng mấy 3 tiếng cho nên là cho mấy đứa nó ăn trên xe luôn. Mà bây giờ lâu lâu đi về Việt Nam quá sốc mọi người. Mua hamburger với lại thịt gà là gần 1 triệu bạc luôn. Giá cả bây giờ quá trời lên cao rồi cô chú anh chị. Mà mua ở sân bay nữa chắc là do mình mua ở sân bay mắc hay sao mọi người. Chứ Kim thấy mua cũng không có nhiều, mấy miếng gà với lại hai cái hamburger mà gần 1 triệu mọi người, 900 mấy. Nó đăng đó. Ở ngoài người, ở ngoài người ta có chơi Zalo, Zalo là của Việt Nam mà. Không có Zalo. Sắp tới nhà rồi mọi người ơi, đi vô một cái con đường làng. Ủa? Cái đường đó phải cái đường mà xuống nhà. Đúng rồi con. Đừng nào tới nhà chị la lên nha. Not daddy, not granddad, granddad nói. Trời, hôm nay có trường học kìa. Mommy, mommy study. Ờ, trường học mẫu giáo mà đẹp dữ hơn chứ. Này xây lâu chưa? School, honey. School. Jesus Christ. Honey, this is nursery school. Look at that. Look how new it is. Oh my God. Only nursery school, honey. Yeah, that's big, yeah. Honey, 20, when was that built? Nếu sau này sinh lát chưa gì. Because it wasn't there when we came. Bây giờ tất cả các trường học các sau này đều là phải đạt chuẩn quốc gia hết. Chứ còn không là nó không yên vui. Honey, that's the nursery school bigger than Chi school in England. My school is bigger. Nó nói là cái trường học up here, along here. Quê hương xứ dừa mọi người ơi, về đây là thấy dừa quá trời luôn nè. Tới nhà rồi mọi người ơi, tới đất rồi, tới đất nhà mình rồi nè. Nè, cái nhà phía trước nhà con chú. Đây đây. My God, honey, look how big the trees are. Yeah. Can't even see the trees. Đây này không? Đúng rồi, đúng rồi. Tới nhà rồi. Cái thanh long nó bò cao. Nhà mình đó. Về tới nhà rồi nè mọi người ơi, Chi Chi. Chị nhớ ông ngoại không? Chị chụp ông ngoại chưa? Trời ơi. Về tới nhà chị thấy ông ngoại chị mừng quá. À, chị nằm võng đó ơi. Chị nằm võng đi.
Chồng em về tới nhà lấy cái máy hút bụi, lấy máy hút bụi hút cả nhà luôn cô chú anh chị ơi.